Lâm Anh gặp sự cố xấu hổ tại thảm đỏ Missy Trăm. Chiều ngày mùng 2 tháng 2, Diệp Lâm Anh đã có mặt tại sự kiện gặp gỡ truyền thông của Thanh Thanh Huyền trước khi chinh chiến Missy Trăm năm 2023. Vì chỉ muốn xuất hiện giản dị nên Diệp Lâm Anh đã tự make up làm tóc và tự lái xe đến nơi diễn ra sự kiện. Thế nên dẫn đến sự cố là cô vô tư chụp ảnh trên thảm đỏ cùng đàn em thân thiết mà không hề biết mình quên tháo chiếc kẹp tóc trên đầu. Sau đó một thành viên trong ban tổ chức đã tinh ý phát hiện ra và nhắc cô biết. Tuy chỉ là một sự cố nhỏ nhưng diệp lâm anh vẫn cảm thấy rất xấu hổ sau khi ra về diệp lâm anh đăng clip kể lại sự việc lên mạng đồng thời gửi lời cảm ơn đến người đã nhắc cô tháo chiếc kẹp tóc bỏ quên vì khi đó cô quà bồi dối lại đông người quá nên chưa kịp nói cách kể chuyện dễ thương cùng cách hành xử tinh tế của diệp lâm anh với sự việc nhỏ này đã nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng